Nam Kinh, khu A, ký túc xá. Lúc trước tôi cũng ở ký túc xá lớp 8, còn anh? Không ngờ giờ đây đã thành ký túc xá nam rồi. Đi, tôi đưa anh đi tham quan ký túc xá nữ. Lúc trước tòa nhà này của chúng tôi có hơi thở nghệ thuật lắm đó. Bây giờ nghĩ lại, thật là hoài niệm những ngày đi học đó. Lúc trước tôi ở 471, còn anh? Không phải chứ, trùng hợp vậy. Đây là bạn học của tôi ngày xưa. Ngày xưa tôi ngủ trên nệm này nè. Còn anh? iQIYI, strange name, amazing shows.